Costa Rica đang bất ngờ dâng lên với số đông cầu thủ. Họ đang sẵn sàng tạo ra sự khác biệt không vào. Làm tốt hơn. Neymar. Xung quanh anh có tới 4 cầu thủ. Jesus. Đã có lỗi việt vị từ trước đó. Nốt. Sức lực còn có. Và khi mà họ chỉ có được bàn thắng ở thời điểm trận đấu đã bước sang thời gian đã bù giờ. Cú tạt bóng của Marcelo. Nỗ lực chuyền bóng của Firmino. Một cố gắng tuyệt vời của Firmino. Đây không phải là một tình huống nhả bóng cho đồng đội mà Jesus muốn khống chế. Casemiro, Douglas Costa, Neymar. Tinh thần cho Neymar. Di chuyển đầy cảm giác. Neymar ghi điểm, Douglas Costa cũng ghi điểm để có thể sẽ được đá chính ở trận đấu tiếp theo.